Bữa nay là một buổi sáng chủ nhật, không biết có đẹp trời hay không, tại vì chưa có đi ra ngoài, cảm thấy rất buồn ngủ và mới ăn sáng xong xuôi đã trên định làm video là nói về những lần mà mình nhục mặt vì tiếng Anh của mình. Từ hồi đó tới giờ nhục mặt rất là nhiều lần, nhưng mà chỉ có một số lần là đáng kể và nhớ. Bữa nay mình nhớ ra thì mình kể, còn những lần sau còn nhục cái nào nữa mình kể tiếp. Thực ra là cái chuyện học tiếng Anh của mình nó nhục nhã bao lâu nay rồi, chứ không phải là hình học tiếng Anh là giỏi rồi ra phát biểu này kia đúng hết, không có đâu. Trời ơi, nó lên bờ xuống ruộng dữ lắm, các bạn biết đó. Thì sau cái lần mình kể là mình nói tiếng Anh với người nước ngoài lần đầu tiên, lúc mà mình sau khoảng 3 hay 6 tháng mình học tiếng Anh, chương trình lớp 6 đó, lúc đó mình 12 tuổi, thì mình nói không à, chứ cái chú đó trả lời gì mình đâu có biết đâu. Thì đó là nhục, nếu mà muốn có cái cống hay cái gì đó là mình sẽ chui xuống cống liền luôn á đó. Nhưng mà thay hên quá thì cái nhà cái bên mình chui vô cái nhà. Đó là lần nhục nhã đầu tiên, khi mà mình chỉ hỏi quách vô anh em, người ta trả lời cái tên mình cũng không biết luôn. Lúc đó đánh dần cũng còn hơi chậm á, cho nên chắc là người ta đánh vần tên mình nghe cũng không kịp luôn. Hỏi chú đó nhiều tuổi, chú trả lời nhiều cũng không biết luôn. Không biết chú đó có hỏi lại mình gì không mình cũng kệ luôn. Con nói vậy thôi chứ thực ra chú nghĩ với con hỏi gì thôi chứ con không quan tâm đâu. Con muốn nói cho đã cái nữa con thôi, còn chú nói gì kệ chú. Rồi, đó là lần đầu tiên. Xong, cái mình đi học, vô học và cái có nhiều lần mình cũng hỏi ba, mình thường là mình không biết cái gì mình sẽ hỏi ba, tại vì ba mình là giáo viên dạy toán nha, giáo viên toán cấp 2. Thì ba mình là thầy giáo mà mình thì từ nhỏ tới lớn cái gì mình cũng hỏi ba hết á, ba mình thông thái. Nhưng mà tiếng Anh chắc không thông lắm. Cái là mình mới hỏi là chữ ba chữ này đọc sao ba, chữ đó là chữ này, chữ a không, không phải hỏi vậy, hỏi là ba ơi chữ này đọc là ở chót hả ba, ở chót, ở chót. Các bạn nói trời ơi học hành gì không biết gì hết trơn, chữ là chữ school. Nó trời ơi ủa vậy hả, ai biết. Ba nói học hành cái gì không biết gì hết trơn, ta đọc school bà ơi, ai đọc ở chót là cái gì, ai biết. Thế là chờ o l đọc ở chót. Trời ơi hồi đó tôi đã đọc school ở chót hả trời, sai mà lạc đề từ lâu luôn đó. Nhưng mà sau lần đó mình còn nói trời ơi, lúc nào cũng bị lá chứ không quê, dễ sợ cái chữ vậy không biết đọc. Nhưng mà thật ra là hồi đó học đâu phải như bây giờ đâu, bây giờ bạn có thể coi video của thầy cô hồi này kia hay là từ điển trong Google này kia nó đọc lên, chứ hồi đó thì đâu có mấy cái đó đâu, mà mình cũng còn chưa biết giờ từ điển nữa. Vô lớp thầy cô đọc sao thì mình đọc vậy, nhưng mà đọc có một lần hai lần ba lần chắc 10 lần luôn mình cũng không nhớ đâu, cho nên về nhà đọc sai là chuyện bình thường. Mà không nhận, không ngờ là nó sai quá mạng vậy luôn, nhục ghê. Cái chữ đó mà cũng sai giờ còn thấy nhục á. Xong rồi sau lần đó mình quyết tâm mình nói mai mốt là hả con sẽ học những chữ khó hơn, con sẽ đọc được những chữ khó hơn mà ba không biết cho ba coi. Thì đúng rồi thiệt, hè năm đó mình đi học bằng A đó, cho nên mình thấy mình cũng giỏi này kia đó. Lúc đó thì mình hết hỏi ba mình được rồi, tại vì ba mình hết biết nữa rồi. Xong lớp 6 cũng được 9 chấm mấy anh văn nè, cho nên cảm thấy mình cũng giỏi quá. Cái lên lớp 7 hình như là mình làm lớp phó học tập đó. Cái bắt đầu trước giờ học thì mình sẽ dò bài này kia cho tụi bạn đúng không. Đó, giờ bài xong rồi mình đặt soạn bài chỉ bài anh văn cho tụi nó nữa. Cái trong đó có một câu là see you later. Lúc đó học anh văn chứ cũng được cả năm hơn rồi đó, mà hả chữ see you later mình chưa bao giờ gặp đó. Kỳ cục ghê, không biết sao see you later không biết dịch sao chứ, chỉ biết see you again thôi, không biết see you later là gì hết. Cái mình nghĩ lay giờ từ điển ra là trễ, later là trễ hơn đó. Mình định dạng dịch cho lớp nghe, see you later là thấy bạn trễ hơn, có nghĩa là cái bạn kia đi vô học sớm, bạn này đi trễ hơn, nên bạn nó chào ồ tao thấy mày đi học trễ hơn. Xong cái hồi vô lớp cô hỏi see you later là gì, cả lớp nói là hẹn gặp lại. Y ủa sao đứa nào cũng biết mà tôi không biết, mà tôi còn đi chỉ người ta mà còn nói to nữa chứ. Oh my god, trời ơi. Nhưng mà tụi nó cũng không để ý gì đâu, tại tụi nó bản thân là không nghe mình nói gì rồi, còn cô thì cô cũng đâu quan tâm. Cho nên là lúc đó mình thấy mình nhục thôi, chứ thực ra không ai quan tâm tới cái sự nhục của mình đâu. See you later. Xong sau lần đó mình học được một bài học là mai mốt có làm cái gì thì soạn kỹ rồi hẳn trả lời nghe chưa, chứ đừng có thấy cái dễ dễ rồi muốn làm gì. Nhưng mà cái tật đó thì nó lớn lắm cho nên sửa không có được, cứ dịch tầm bậy tầm bạ hoài. Đó là hết lớp 7. See you later. Xong cái qua lớp 8 học. Lớp 8 á hả, thì học á một cái cô mà trời ơi khó ghê luôn á, không biết sao mà dữ như vậy luôn á. Mình không nói tên đâu, người nào mình thích thì mình sẽ nói tên, người nào mình không thích mình không nói. Thì cái cô đó hả, mỗi lần mà cô kêu đứng lên đọc từ mới thì cô cũng đọc từ mới cho lớp nghe một lần trong cái list từ đó. Xong cô kêu đứng về đọc, đứa nào đọc sai thì đứng đó luôn. Trời ơi chơi kỳ vậy ba. Đó cho nên
nhiều khi mình cũng giỏi giỏi nhưng mà bài mới mà mình cũng mới chuẩn bị thôi, mình cũng đâu có biết đọc. Cái phần đọc tiếng Anh nó rất là khó, viết hay này kia có thể học trước được, học nghĩa trước được, nhưng cái đọc á đâu biết đâu. Mà cô này cũng không phải là dở, cũng khá khá là giỏi á nha, cô này cũng dạy giỏi, cho nên là cổ đọc âm đuôi này kia nọ. Lúc đó thì âm đuôi mình cũng biết nhưng mà ít thôi, như là natural resources gì đó, cái đuôi phía sau là có cái s hay gì đó, resources gì đó, thêm s vô rồi này kia, đâu biết đọc được đâu, cứ sao nó cứ rối rối thế nào á. Rồi đứng hoài luôn. Rồi hả, từ vựng thì cho quá trời luôn, cổ cho từ vựng rất 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 là nhiều, không biết ở đâu á. Cuốn sách nó trống lỏng à, mà đưa qua tới cổ hả, quá trời từ vựng luôn, quá trời ngữ pháp luôn, quá trời bài luôn, dò hoài không có hết luôn. Mà đứa nào chỉ cần không thuộc một chữ thôi ra thuộc dòng, không thuộc một chữ ra thuộc dòng 10 cái, nguyên một lớp ra thuộc dòng. Mà mình cảm thấy là trong lớp cũng có nhiều đứa giỏi, mình cũng thuộc dạng là giỏi trong lớp mà cũng bị ra thuộc dòng như mấy đứa dở, tức vô cùng luôn, cảm giác giống như bị sỉ nhục. Và mỗi lần mà lên lớp tiếng Anh mình không có vui như hồi trước nữa, cảm thấy vô lớp tiếng Anh là bị ngột ngạt, nó khó chịu đủ thứ chuyện á, phải soạn bài trước. Mà mình thì luôn luôn soạn bài trước, nhưng mà mình cũng đâu có thích viết hết vô trong vở chép rồi nhiều này kia đâu, mình soạn những thứ mà mình thấy cần thiết để mình phát biểu này kia thôi, và mình cảm thấy vui vì điều đó, mình học nó thoải mái. Mỗi cô này cứ đọc sai cái lên thuộc dầu, làm sai cái chép phạt, không thuộc bài chép phạt, không thuộc dầu thì chép phạt. Trời ơi, tôi nói hả, chép quá trời quá đất luôn, nguyên cái lớp. Thì mình nghĩ là đó cũng là một số cái mà có thể các bạn đã trải qua và các bạn bắt đầu thù môn tiếng Anh là tại như vậy. Tại vì quá gắt gao mà cảm thấy là dịch bài hay là cái gì nó không có được thoải mái. Mình đôi khi mình sai một chút thì cô sửa một chút được rồi, còn này cái gì cũng phạt hết á, không bao giờ khen cái gì hết trơn á. Mình khó nữa chứ, lên dĩa lên sổ đầu bài này cái kiểu mệt mỏi, nó áp lực lắm luôn á. Mình cố gắng lắm mình mới không bị lên dĩa, tại vì 12 năm mình nhưng mình ít bị lên dĩa sổ bài lắm nha. Trời ơi, cho nên lớp 8 nó vô lớp học mình sợ tiếng Anh, trời cảm thấy tổn thương vô cùng, và ngày nào đi học cũng thấy nhục, cảm thấy là mình không còn giỏi tiếng Anh như trước nữa. Đó là vô trong lớp nha, nhưng mà học anh văn ở ngoài thì mình vẫn thấy bình thường, lúc đó mình đang học bằng B mà, cho nên mình cũng thấy ok. Rồi cái chuyện thi bằng A rớt thì chuyện ai cũng biết kể rồi, rớt một cách rất là xàm. Bằng B thì muốn đậu điểm cao để gỡ nhục cho bằng A, nhưng mà gặp ông thầy xứng mướn quá cho nên là cũng không có gỡ được. Rồi xong cái chuyện tèo đi thi trường chuyên, tèo thì cũng bình thường thôi, nói chung là những lần đó là buồn, buồn nhiều hơn là nhục, xong nhục với buồn chắc cũng ngang nhau đó. Xong có cái chuyện gì nữa, cái chuyện mà đi đi học sinh giỏi lớp 12, cái lần đó đi thi á hả. Thì thi buổi chiều đó thì sẽ có những lớp học phụ đạo này kia, thì những đứa nào đi thi thì đi thi, đứa nào đi học thì đi học. Xong cái mình vô phòng thi, mình thấy vô phòng thi mình ngồi cái có cái thằng crush của mình đi ngang qua, bắt đầu cũng xào xạo ra nói chuyện. Nó bảo chứ ủa đi đâu vậy, mình chảnh mà, tôi đi học sinh giỏi tiếng Anh. Mình nghĩ lần này chắc mình đậu, tại vì năm lớp 11 mình cũng có thi một cái Olympic, mình cũng rất gì và này nọ. Xong rồi cái mình nói là tao thi học sinh giỏi anh văn, mình nghĩ chắc mình cũng giỏi đó mà. Xong cái vô cái đề nó không hề quen luôn, rồi nói chung là mình tèo thi cử là chuyện bình thường, vô làm đâu được gì đâu, nhưng mà hình như mấy đứa bạn của mình nó làm được. Xong mấy ngày hôm sau cái thằng kia nó còn quay lại nó hỏi chứ ủa bữa đi học sinh giỏi rồi sao giờ. Tao tức ghê luôn á, mày không thấy là hả cái bảng nó để ở trên trường hả, đứa nào đậu nó để đậu, đứa nào rớt nó để loại kìa, mày không thấy sao mày còn hỏi tao, tao thi có 2 điểm thôi. Trời ơi, ước gì ngày đó đừng có gặp nó, đừng có nói với nó là thi học sinh giỏi chi hết trơn. Trời ơi, cái thằng crush, thằng nó đẹp trai ghê mà được cái vô duyên nha, bị cái bệnh vô duyên nha, thấy người ta thi rớt còn hỏi nữa, tức gì đâu. Xong hết chuyện thi cử rồi nha, tới qua năm nhất bắt đầu mình đi tour đó, cái mình gặp cái chú người Mỹ, chú mà chị mình giới thiệu đi đó. Cái đi tới cái chỗ nhà thờ Đức Bà, cái mình mới hỏi chú đó, cái mình mới mua cho chú đó một cái chai nước Aquafina. Xong rồi cái chú đó cầm chai nước uống, chú đó mới hỏi mình là do you think that they use tap water and put it in and sell it to you? Chú đó hỏi là mày có nghĩ là người ta lấy cái nước vòi á, người ta chế vô xong mình người ta đóng nắp lại người ta bán không? Thì đây là một cái tật rất xấu của mình nha. Tiếng Việt mình nói cái gì mình cũng hay dạ đúng không? Đó, cái tiếng Anh dạ mình yes, chưa kịp nói đâu nói yes, thiệt luôn hả? Cái thằng bạn mình mới nói chứ, ê mày khùng hả? Trời ơi, ổng nói là hả, ổng hỏi là người ta có bỏ nước khoáng ở là ổng bỏ nước dầu vô đây người ta bán không á, tự nhiên mày trả lời yes như vậy, ổng đang cầm ổng uống đó. Nó chứ
Lộn, tôi chưa nói xong rồi. No, no. Xong rồi giải thích đã đợi mới. Ok. Trời ơi, tao nói không có thằng bạn mình chứ không biết. Lúc đó nó chọi Việt Nam mày này kia kia nọ chứ tôi chết luôn á trời. Trời ơi, quá trời quá đất. Ui. Mắm vô. Nó hẹn tôi học xong rồi tôi ngồi tôi kể chuyện xong rồi cái nó là nó quên học. Ok, bỏ qua quên. Tôi biết nó quên rồi tôi mới ngồi đây tôi kể chuyện chứ bộ. Muộn rồi cưng. Rồi tiếp theo. Đi đâu nữa nhỉ? Đó là lần đó chú người Mỹ. Trời ơi, nó nhục chưa kể, chưa từng thấy luôn. Rồi cái vụ mà đi nói chuyện với người nước ngoài chẳng hạn đi. À, ra công viên 30 tháng 4 á, là cái gần chỗ nhà thờ Đức Bà luôn á. Cái gần chỗ bánh tráng trộn này kia rồi đó. Cái mình đang nói chuyện với một cái chú người người đâu không biết nữa. Đại khái chả nhớ nữa nhưng mà cũng nói qua nói lại một hồi. Cái chú đó mới là muốn hút thuốc. Cái mình mới nói là mình mới mượn, mình đâu có hút thuốc, mình đâu có cái hộp quẹt đâu, chú thì không có thấy cái hộp quẹt. Chú đó nói là mình thấy cái chú đó là hút thuốc và đang tìm cái hộp quẹt mà hình như là không có. Cái mình mới nhanh trí mình qua mình hỏi cái thằng nhóc bán bánh tráng trộn mà cũng chảnh lắm, mình hỏi là do you have the fire, xong cái thằng nhóc nó cũng biết là mình mượn cái đó cho chú đó, nó cầm lại nó đưa chú đó here's your lighter. Cái hộp quẹt đọc là lighter mà mình dùng theo kiểu tiếng Anh bồi mình dùng chữ fire, mà cái thằng nhóc bán bánh tráng trộn bánh tráng nướng mà nó biết cái đó là cái thai cái lighter, coi nhục chưa. Cái ông nói oh thank you your English very good, là nói cái thằng đó đó, trong khi tôi nói với ông nãy giờ mà ông không có ghen tôi tiếng nào hết trơn vì một chữ fire. Mà lúc đó thì ổng chứ cũng không có care, thằng nhóc đó cũng đâu có quan tâm mấy đâu, nó cũng biết mình học tiếng Anh thì nó cũng đâu có vô nhục nhã fire dùng tiếng bồi giống thế thôi. Còn mình thì mình dùng cái chữ mình thì thấy nhục tại vì mình không biết cái chữ lighter là cái hộp quẹt. Trời ơi, học tới đó rồi đó mà còn ngu vậy đó, trời ơi. Trời ơi, hên không có cái cống nữa đó, chứ cái cống chắc chui xuống nữa. Dễ sợ. Rồi lần đi Cồn Phụng, giống là cái chú người Mỹ đó. Thì trước khi đi Cồn Phụng mà mình đi Vũng Tàu. Đi Vũng Tàu thì mình kể tên seafood này, này kia rành rọt lắm, tại vì đồ ăn mà mình phái lắm. Xong rồi cái biển Vũng Tàu nó cũng quen, mình đi cũng nhiều nhiều lần Vũng Tàu lắm mà từ nhỏ tới lớn mà. Nhà gì của mình ở Vũng Tàu. Cho nên kể biển kể này kể kia sóng đánh cát già vàng rồi sóng nắng vàng rồi cát trắng rồi các kiểu dễ lắm. Xong cái hôm sau đi Cồn Phụng muốn kể về cái chuyện Long Lân Quy Phụng á mà kiểu như là buổi tối hôm trước Google rồi buổi sáng hôm sau làm gì nhớ. À, khi mà cái trình của bạn cao á thì bạn muốn nói cái gì cũng được nhưng mà cái trình nó chưa cao lắm mà muốn nói về những cái phức tạp á thì phải soạn nha, còn mình soạn xong mình có học đâu mà mình nhớ nói được, thì hôm sau vừa cầm điện thoại vừa nói. Mà cái Long Lân Quy Phụng á, con Phụng Hoàng mình dịch là con Phượng Hoàng là con Phoenix nhưng mà nó viết là Phonix. Mấy bạn Google sẽ ra chữ đó ha. Rồi, đọc Phonix mà mình nói chắc cỡ 2-3 lần luôn á. Chú đó chưa hiểu gì nữa. Cái con bạn đó chú nói, mày im đi để tao nói vậy. Nó nói có mấy câu không hiểu. Trời ơi, chính nó là chính. Oh my god. Mày im đi để tao nói cho. Xong rồi cái chuyến đi về đó mình làm bộ mình ngủ luôn chứ mình không nói gì nữa trơn. Nhục quá à, nói gì nữa. Rồi. Xong rồi, tới trường mà, đi vô trường học. Có mấy lần học phiên dịch á, mình thì mình hay nghe laptop nè, mình nghe tai nghe headphone cho nên nó rất là rõ đó, thôi mình cũng được chứ đâu có tới nỗi gì đâu. Còn học phiên dịch đó là mở cái tiếng thầy mở cái máy cassette to vào trong cái phòng đó thì nó mới xảy ra cái chuyện là cái tiếng nó ồ thế nào á. Nhưng mà nếu mà thật sự bạn giỏi tiếng Anh là bạn nhạy á thì bạn vẫn nghe được, tại vì trong lớp có những bạn giỏi vẫn nghe được. Còn mình á, tới mình á, thầy kêu thầy hay kêu là tới lượt ai thì đứng dậy nghe cái câu đó rồi dịch á, tại phiên dịch mà dịch trực tiếp nè chứ không phải là biên dịch, không phải là ghi giấy mà là dịch trực tiếp luôn. Đứng dậy 3 lần dịch sai có 3 câu, có 3 lần đứng sai ba hết 3 lần luôn. Trời ơi, tụi nó cười như nắc nẻ vậy đó, nghe không có được cái gì hết trơn á. Mà học đại học rồi đó cũng năm 2 năm 3 gì rồi đó, có ngu ghê chưa. Trời ơi, rồi cái lúc đi thi á, lúc đi thi cái lúc mà mình cũng biết là mình nghe dở rồi, bắt đầu mình không có nghe trong cái tai phone đó, mình nghe ở ngoài. Thì lúc đi thi mình nghe cũng ngon lành lắm nha, mình nói đáp án với tụi bạn mình nó hả cũng trúng lắm luôn nha. Tụi bạn mình nói ủa sao mày nghe hay vậy, sao mày nghe giỏi vậy, tụi tao nghe không ra. Nhưng mà không biết sao tới chừng phát điểm ra hả mình có 6 điểm mà tụi nó 8 điểm, không hiểu luôn. Không biết sai ở cái chỗ nào luôn, tức là mình phải nghe câu đó mình viết bằng tiếng Anh xong rồi mình dịch lại bằng tiếng Việt mà làm không có được. Trời ơi, nó nhục dễ sợ nhục. Với lại á, nhục gì nữa, có nói chung là sau khi mà đi đi học xong thì đi về mình hay ra công viên để mình nói chuyện với người nước ngoài.
chiều hoặc là mấy ngày thứ bảy chủ nhật mình đi chung với lại mấy cái anh chị trong câu lạc bộ, hoặc là đi mình, bởi vì ngoài đó cũng có nhiều câu lạc bộ ngoài đó. Hồi lúc mà những ngày còn bình yên đó các bạn, tay ở đó nhiều lắm, đủ thứ người hết, mà người ta cũng nhiều người, người ta rất là cởi mở, người ta muốn nói chuyện với mình nhiều. Có người người ta sống ở cái khu đó, người ta sống mấy tháng nên người ta công tác chẳng hạn, thì cũng ra đó nói. Hôm bữa đó nói chuyện với một cái chú đó người Úc, hai cô chú người Úc đang ngồi ghế đá. Cái mình thì mình đi chung với mấy bạn trong câu lạc bộ của mình, mà mấy bạn đó thì không có giỏi tiếng Anh lắm, mình đi theo để mình hỗ trợ đó. Thì khi mà mình là chùm của đám ấy, mình nói dữ lắm mọi người ơi, mình tự tin cực kỳ luôn đó. Nói này kia xong cái thằng đó mới hỏi vô đó chứ, do you know about phớ đó, phớ mà không biết sao, nó nói nghe giống như là cái chữ chửi bậy vậy đó. Cái ông nó kêu phớ, phớ, what about, ông sừng sỏ lên, what you talking about này kia. Phớ, thằng kia nó rất là tự nhiên mà nó không biết là cái mà nó đang nói rất giống chửi bậy luôn. Cái nó ok, please. Cái mình phải là nói là I'm sorry, that's about the beef noodle soup gì đó, vân vân vân. Cái nói ok, lần đó một chút xíu nữa thôi là bị đấm cho vỡ mũi luôn rồi đó, cái tội nói bậy. Đó, cản kịp. Nhưng mà lúc đó mình cũng mình đi mình với cái đám đó mà mình không ngờ là nó hỏi cái như vậy mà mình không có sửa được cho nó. Mình thấy là trời ơi, thì lại có lỗi với nó quá. Mà cũng có nhiều lần mình đi với anh chị lớn hơn, nhưng mà cái tật của mình mắc cười lắm kìa. Hãy mà mình đi mà mình thấy mình chùm đám á, mình giỏi, mình cảm nhận là mình giỏi nhất đám, mình nói líu lo luôn. Nhưng khi nào mà có một anh chị nào đó mà giỏi hơn mình cái là nói chuyện như gà mắc tóc vậy đó. Mình khi mà có một cái người nào đó giỏi hơn mình, tự nhiên mình bị khớp không biết sao á. Mà nếu như mình nói chuyện khách tây không thì không có sao hết, nhưng mà nếu như mình nói chuyện khách tây mà có một cái người lớn hơn mình ngồi đó, thường là có mấy anh chị giáo viên trong trung tâm đó đi theo, là mình nói chuyện không có được, không biết bị gì á. Và là trong lớp cũng vậy nữa, nếu như mình biết mình giỏi nhất lớp hả, mình phát biểu ngon lành lắm kìa, tự tin lắm kìa, nhưng mà chỉ cần có một cái người nào đó hơi giỏi hơn mình một chút xíu thôi là tự dưng mình bị khớp liền, kỳ cục chứ không biết sao nữa. Mà đặc biệt là người Việt Nam, kiểu như mình hay suy nghĩ là người đó hay sửa mình á, còn mình nói chuyện với người nước ngoài á, sai cỡ nào người ta cũng kệ à, người ta không có sửa mình gì mấy, người ta sợ mình tự ái đó biết không. Đó cho nên nhiều khi mình đi dạy mình muốn sửa bài, các bạn muốn mình sửa bài, nhưng mà nhiều khi mình cũng ngại, mình sợ giống như là mình bị hồi xưa vậy đó, là các bạn sẽ ngại. Nhưng mà sau những cái lần mà ngại đó đó thì mình cũng mới học được nhiều thứ, mình mới phát hiện ra là nếu mà không có cái người Việt Nam ở đó thì mình sẽ nói huyên thuyên một hồi, mình sẽ không nhận ra là mình sai những cái lỗi nhí nhí nhí, những cái lỗi nhỏ nhỏ không có đáng. Những cái lỗi thì nói chuyện với người nước ngoài người ta vẫn hiểu, nhưng đồng thời nó làm cho tiếng Anh của mình không được pro lắm, cho nên là mình phải chú ý cái mấy cái đó, âm đuôi này kia đó, thì nó mới nói ok được. Mà công nhận mấy anh chị đi chung với mình nói chuyện giỏi thiệt, mình nghe mãi mà chả thấy mấy người đó nói sai cái gì hết trơn, hay lắm. Mặc dù là có sai hoặc là có sai nhưng mà mình không biết luôn á, hay quá là hay luôn. Rồi có một lần mà mình đi tour đi trên sông Sài Gòn đó, đi tour về ăn tối trên tàu á, buổi tối đi tour á, thì đi bữa đó là hai người khách là người Malai cũng trẻ trẻ, mình nghĩ hai bạn đó cũng tầm tầm tuổi mình lúc đó, tầm 20 mấy tuổi chứ không có lớn. Đang mình đi từ công ty, mình nhận tiền này kia từ công ty để mình trả taxi này kia đó, rồi mình đi qua tới, xong rồi mình đi qua cái chỗ của hai bạn đó để mình qua khách sạn của hai bạn đó để mình đón taxi từ chỗ hai bạn đó, mình sẽ đi mới đi lên tàu. Thì lúc mà hai đứa đó nó xuống thì nó đi lẩn quẩn loanh quanh trong cái khu chợ đó. Cái đó là hình như cái cửa tây của chợ Bến Thành đó, cái khu mà Malai nhiều á. Xong rồi cái nó mới nói mình chứ là I think I lost my wallet, tao nghĩ là tao mất cái ví của tao. Mình cũng biết cái ví là cái wallet mà, chứ không có gì hết đó, mình biết hết, mình nghe. Nhưng mà lúc đó trong lòng mình nghĩ vậy nè, tao đang đi ăn mà mày nói gì vậy, tao chuẩn bị đi ăn. Tinh thần đi làm của mình là như đi chơi nha, tại vì đi tour mà. Đó, tao đang lên đồ đi ăn mà mày nói cái gì vậy, mình không quan tâm. Cái nó nói lại I think I lost my wallet, mà nó kiếm hai ba lần, nó kiếm nhầm nhầm nhầm, nó không biết nó mất ở đâu hết trơn á. Mình kệ luôn, không quan tâm. Mình đang đợi taxi, mình đã gọi taxi rồi, mình đợi taxi. Cho tinh thần là tao sẽ lên taxi tao đi ăn, còn hai thằng bay chỉ làm như đi theo tao thôi đó. Thì tao cầm tiền mà, tao trả tiền mà. Xong cái hàng đó không biết sao, đáng lẽ là mình nên là gợi ý cho tụi nó là mày lên phòng mày kiếm nè, mày kiếm lại đâu, không có. Hai thằng đó nó cũng đi theo mình luôn, lên taxi luôn. Lên taxi, lên tới cái bến tàu luôn, hai thằng nó mới kêu là
Bây giờ tao muốn quay lại để tao kiếm cái ví, mà nó không gọi cho mình, nó gọi cho cái chị điều hành tour. Nó gọi chị điều hành tour, nó là bây giờ quay lại đi, có tốn tiền taxi tao sẽ trả. Quê ghê luôn á, cái chị taxi, cái chị điều hành, chị mới là ủa em không hỏi nó hả, em không hỏi nó, em không không hỏi được hả, hay sao? Chị đó thì đâu có biết tiếng Anh của mình như thế nào, biết là mình đi tour thì biết mình biết tiếng Anh, nhưng mà cũng đâu có biết giỏi tới cỡ nào hay hỏi được hay không. Chị nói ủa em không biết hỏi hả, mình nói ủa sao lúc đó em không hỏi ta, em bị gì? Xong cái cuối cùng là hai cái thằng quỷ đó nó đi vô cái khách sạn của nó á, xong rồi hả, biết cái ví nằm đâu không, nằm trong khách sạn á, đâu có mất đâu. Cái là hả, hơn là nó không nói mình lấy nha, nó mà nói mình lấy là mình mệt luôn á. Xong cái quay lại tàu đúng không, đó xong rồi sau khi nó lấy được cái ví nó ra, nó cười hề hề, à, tao bỏ quên trên, nó xin lỗi mày nha, tao đang là định đi ăn tối tự dưng á hả, đâu ra mất ví mất đồ, bực mình à. Đi lại cái tàu thì tàu nó đi mất tiêu rồi, chết cho rồi, tàu đi rồi thì sao? Tôi thì đầm váy lầm lộn, tôi đang định đi ăn tối mà, check in này kia mà, hàng bay kể chứ, mặc dù hàng bay là khách nhưng tao không quan tâm. Tàu nó đi rồi thì cái dịch vụ người ta sẽ đưa cano cho mình đi ra, người ta để đi đúng giờ thì có cái cầu cho mình đi lên Diễm Lệ, còn bây giờ đi trễ cho nên sẽ đi bằng cái cano xong rồi leo lên. Trời ơi là trời, quê chưa lộ, trời ơi tức hàng bay ghê luôn á, tức hai thằng khách đó luôn á. Về hả, mình nó đã đúng thiệt tại mình, cho nên lần đó về không có được tips như mấy lần trước. Trời đã vậy hả, về đi taxi cái lần đó đúng là bối rối, là mình bực luôn á, đầm váy các kiểu mà cho đi lên tàu của nó leo lên, may là nước nó không văng trúng đồ. Xong rồi cái về hả, cũng luống cuống cái vụ đó, mình cảm thấy không có an tâm, cảm thấy rất là bất an, cảm thấy là mình đã làm không tốt nhiệm vụ, ăn cũng không ngon. Mà về tới chừng taxi về đưa cho ông taxi là 40.000, là 4 tờ 10.000, nhưng mà không biết sao nó lộn cái tờ 200.000 trống nữa chứ. Trời ơi coi như bữa đó đi là đi không vậy đó, chứ không có như là lỗ luôn á. Trời ơi tôi chán tôi ghê luôn đó. Xong lần đó là cảm thấy trời ơi cập rập hết sức luôn á. Nói chung là nhiều lần nó nhục nhã về cái tiếng Anh của mình, vì cái tiếng Anh nó ba chớp ba nhán mà nó ra làm sao đâu á. Cho nên là mình thấy là nếu ở bạn đi học á, mà thầy cô sửa bài mà các bạn sai, hay là bị bạn bè cười chút xíu thì nó cũng không có gì đâu, chỉ nó đơn giản. Mỗi lần mà mình bị sai như vậy á, mình tức tới đêm mình ngủ không được luôn á, thiệt. Mỗi lần mà mình bị cái gì mà nhục nhã ngày đó mà liên quan tới tiếng Anh á, là tối đó mình ngủ không có được, mình cứ nhớ hoài cái câu chuyện đó, tức lắm luôn á, cứ nhắc lại là nó tức như lúc bị nhục nhã vậy đó. Mà cái cuộc sống mà nó cứ như vậy thôi, và trên bị hoài hả, nó cứ lúc này lúc kia lúc nọ, chứ đâu phải là giỏi thì cái biết hết tất cả đâu, như cái hột quẹt cũng đâu có biết đâu, see you later cũng đâu có biết đâu. Trời ơi nó cứ nhục riết thôi. Thì các bạn từ từ đi, từ từ các bạn sẽ khám phá ra được là các bạn học nhiều lắm nhưng mà bạn không biết cũng nhiều, cho nên là cứ đi trải nghiệm học hỏi đó. Ví dụ như là một bạn á, có 3.000 từ nhưng mà bạn nói được rất nhiều, nhưng cũng có bạn á, có 7-8.000 từ nhưng không nói được cái gì nhiều, tại vì á, cái bạn 3.000 từ bạn thích nói và bạn thích trải nghiệm, còn bạn 7-8.000 từ bạn ít có nói, bạn sợ nói, thì 7-8.000 từ bạn không có xài được đó, vậy thôi. Cho nên là mình cứ đi và lụm nhặt đó, mình trải nghiệm từng cái từng cái. Khi mà bạn chưa có nói chuyện với người ta, bạn đâu có biết bạn sẽ cần nói cái gì đâu, cho nên là làm thử rồi mới biết đó, đi chơi này kia mới biết. Tao vô thử một số cái group người nước ngoài hay này kia đó để mình nói chuyện thử coi nó ra làm sao đó. Chứ giờ mình có chỉ cho các bạn cái này kia nọ, nhưng mà trải nghiệm của các bạn đâu có giống như là trải nghiệm của mình đâu, cho nên là sẽ khác nhau hết à. Cho nên cái đó, cái những cái lần quê, nhưng mà không sao đâu, mỗi lần quê là mình sẽ ghi nhớ một cái bài học. Giống như kỳ đi cùng Phụng mới nói chuyện với cái con đại bàng, con lân lân quy Phụng đó, là về đó là tối là mình phải lên Google mà nói ủa sao cái chữ đó mình đọc quá nhá, thì đây đọc là Phoenix má ơi. Trời ơi nhục chưa, nhục lắm luôn ấy đó. Mà lần nào thì cũng có vô lớp anh văn hay lớp gì cũng có người lớn người giỏi hơn mình để người ta chỉ mình, và đồng thời cũng có người dở hơn mình, thì mình nhìn lên thì không bằng ai, nhìn xuống thì cũng không ai bằng mình đó. Cho nên mình cứ cố gắng, mình đừng có để mình chót lớp đó, mình cố gắng vươn lên vị trí nhất lớp, càng gần nhất lớp càng tốt vậy nha. Thôi chuẩn bị nấu đồ ăn chưa?